Hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Cất Việt Kính Thưa quý vị, hôm nay chúng ta quay trở lại với những thông tin của cô hoàng xóm là người láng giềng và cũng là nhân chứng trong cái vụ việc của Thiền em Bên Bờ Vũ Trụ Cô mới đây đã xuất hiện trở lại và chia sẻ tiếp những cái thông tin liên quan đến cái bộ kinh siêu sàm của hộ gia đình Tạ Am à, Cô cho rằng là trên tinh thần khán giả là Thượng Đế thì gốc khuất Tạ Am Long An tôi đã hứa là sẽ tiếp tục bật mí cái giấc mơ hiện sinh thiền đạo giải thoát hay là trường bí lối về cái bí kíp kinh siêu sàm của cái gia tộc lê vân từng theo đuổi hơn ba đời nay à, cái gia tộc lê vân theo đuổi cái bộ kinh siêu sàm này đến ba đời rồi đó cả nhà ba đời là nó sắp manh nha ra đời thứ tư rồi đó và rất là may có người đã chặn đứng lại đó ha và để xây mộng bá vương thần quyền hồng mai kim mút nọ xoay chuyển quả địa cầu nhưng mà nhưng ngồi mà suy tư về chân như sự thế à cái chuyện mà xoay chuyển quả địa cầu là ông ông vân ông nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cả nhà trong rất là nhiều những video clip trước đây chính họ đã tự dàn dựng và họ up lên trên kênh youtube uh, hơn 2 triệu sub của họ đó à, họ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ha rồi gốc quốc tại am long an tôi không khỏi tâm đắc về nhân quả nhân vật và nhân duyên khiến cho gia tộc lê vân phải ba chìm bảy nổi và tám cái lên đền để ngày nay giáo chủ hồng hạc chim bay phải ngửa mặt lên trời mà oán cao xanh rằng vì sao vì sao trời nở lợ, nở phụ lòng người à, vì sao sư phụ ta gặp kỳ đà là cao báo huấn còn nay thì ta lại gặp thầy thích nhật từ à, tất nhiên khi mà đề cập đến cái sự kiện này thì chúng ta sẽ rút ra ý nghĩa của sự vận hành luật nhân quả do nhân duyên thúc đẩy khiến các nhân vật xuất hiện à, để làm kỳ đà khiến cho cái cơ đồ của gia tộc lê vân nó tan tành như là giả tràng xe cát biển đông và nó nhanh như là bong bóng dưới mưa thấy tụ mà lại tan à thấy thành thì hóa ra lại bại tức là cố chiến mà tự nhiên bại đối lập với cái pháp yêu chứng đắc hiện tiền mà cái kinh siêu sàm thường tán tháng là bí kíp à, bất chiến tự nhiên thành à cô nói cái câu mà à, có giống như là câu đối đó cả nhà à thấy thành mà hóa ra bại À, tức là cố chiến mà tự nhiên bại chứ không phải là bất chiến tự nhiên thành đúng không và nội dung bài viết ngày hôm nay thì gốc quốc tạm long an tôi sẽ đề cập đến hai nhân vật chính à, hai nhân vật gọi là chính chính nhân quân tử là cao báo huấn và thầy thích nhật từ họ đã hiện diện à, cách nhau gần một thế kỷ nhưng mà cái vai trò lịch sử á, thì nó cùng chung nhiệm vụ là bảo vệ chánh pháp chống lại tà giáo nhiễu nhương để làm sáng tỏ chân như sự thế chánh sẽ thắng tà và tất nhiên cái sự so sánh này thì ít khi nó trùng khớp 100% à, tuy nhiên ở trong những cái hoàn cảnh lịch sử á, thì nó nó cho chúng ta thấy là hai người này đã xuất hiện một cách kịp thời để chặn đứng những cái âm mưu những cái mưu đồ rất là đen tối đó đúng không cho nên ta chỉ nói đến cái điểm tương đồng thiết yếu thôi à thứ nhất á, là mô tả sự kiện thì chúng ta biết rằng cao báo huấn là thầy dạy võ của nguyễn lâm châu à, còn thầy thích nhật Tư là người tư vấn giới lực phật giáo cho hai tu ca đúng không à, một bên là sư phụ dọ dạy võ thực à, tất nhiên thì không khỏi là phải rèn đạo đức cho đệ tử của môn phái và trong suốt quá trình học tập không phải một ngày một bữa ơn sâu nghĩa nặng biết bao nhiêu tình à, khi mà cao báo huấn dỗi theo cái hành vi của học trò mình hạ sang hành đạo vì vậy á cao báo huấn thấy nguyễn long châu đã đi sai đường cho liền âm thầm đi theo à, theo dõi và xuất hiện đúng thời để vạch mặt cái mưu đồ mỹ dân của đệ tử và khai đạo quỳnh kỳ thánh đức của nguyễn long châu à, dàn dựng ma mị à, có rồng bay có hổ hiện à, để hồng tuyên truyền những cái mê tín dị đoan để trục lợi lòng tin của tín đồ để à, thu gom tiền bạc rồi thân xác phụ nữ nhà dạ này kia và sẵn sàng hiến thân cho quỷ dữ đúng không mà cứ ngỡ là mình được chân sư dạy bảo cho tiến hóa và vô minh thì lại thành minh triết và từ phàm phu tục tử phúc chốc lại biến thành tiên thành phật qua cái pháp yêu chứng đắc hiện tiền của hắn à, và lịch sử môn phái của thổ phỉ nguyễn long châu á, đã ghi nhận rằng ít nhất là hai lần giáo chủ hồng hạc uh, vân du uh, nguyễn long châu bị sư phụ cao báo quấn uh, lật mặt khi mà đang tụ tập tín đồ để uh, làm cái lễ khai đạo đó và có lần tái phạm thì nguyễn long châu suýt bị uh, sư phụ cao bá huấn là xử trảm tại chỗ để làm gương luôn nhưng mà ông này đã khẩn thiết van sinh à, dập đầu uh, van lại uh, và xin xỏ đó mà thì uh, nguyễn long châu đã hạ mình bỏ khí tiết anh hùng để xin sư phụ là tha mạng à nói rằng là vì còn mẹ già còn con thơ gì đó à, còn năm sáu bà vợ phải đang mang thai tùm lum tùm la nói chung là xin xỏ mà đó và để động lòng trắc ẩn ông cao bá huấn tha mạng và chỉ đánh vài chục hèo cảnh áo cảnh cáo thôi à, sư phụ dạy đệ tử mà đúng không à, nhưng mà sau đó thì à, giáo chủ à, rồng đen nguyễn long châu à, tức là Quỳnh kỳ thánh đức đó à, cũng nuôi hận mà lại trả thù hèn hạ à, để sai sai những cái đệ tử thuộc hạ đó theo dõi cao bá huấn nhiều ngày rồi nắm bắt được cái thói quen của sư phụ hay tụng kinh tại nhà vào buổi tối và sau khi tụng kinh xong á, thì sẽ cởi áo tràng à, hai tay còn vướng vào tay áo thì thổ phỉ nguyễn long châu mới xông vào nhà tung lưới bắt sống sư phụ bịt miệng và đem ra sau vườn chặt đầu à, để làm gương cho kẻ nào mà giống dám, dám chống lại quỳnh kỳ Đúng không cho nên á, dân tình không sai khi mà đặt tên cho thổ phỉ nguyễn long châu là đạo đâm đạo lụi vì bọn chúng chỉ chung lỗ chó vào ban đêm giả làm ăn trộm vào nhà dân để cướp của, để giết người, hay trả thù người à, những người nào mà dám vạch mặt chúng đó. À, à Và ngày nay thì thượng tọa thích nhật từ tuy không phải là sư phụ à, dạy văn hay là dạy võ cho các tu ca chính ít của Tạ am nhưng mà ít ra cũng đã một vài lần thầy đã tư vấn cho các cái tu ca về giới lực của tu sĩ phật giáo à, cần có oai nghi trước công chúng, rồi tu sĩ phật giáo không thể tranh tài ca hát trên sân khấu ngoài đời đồng thời đó, đã còn khuyên các tu ca này nếu mà muốn phụng sự chúng sinh đó thì nên vào chùa chính thống của Phật giáo để tu à, Thọ tỳ-kheo rồi sau 10 năm có thể sinh ra riêng để lập chùa à, còn mà tu tại gia mà lạm dụng danh sưng hay là pháp phục của tu sĩ Phật giáo để bon chen với đời thì rất là khó à, nhưng cái bằng nhất tự vi sư bán tự vi sư thì các tu ca chẳng những là không nghe không dừng bước mà còn huấn luyện thêm cho những đứa nhỏ đó đi thi Thái thiên kinh hài đó lấy danh nghĩa là năm chú tiểu à để chọc cười thiên hạ rẻ tiền qua các cái tiểu phẩm hài à, chế diễu thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh à, hay là chế giễu à, bao công à, bao thanh thiên mà xử án à, rồi lê tùng vân à, lê tùng vân à, này là lâm tùng dê mới lên sóng truyền hình htv 7 nổ á là à, mạo nhận là hòa thượng thích tâm đức à, có công nuôi dạy à, thiên tài nhí đi thi thách thức kinh hài đạt giải quán quân rồi các tu ca thì nâng cấp giải thách thức danh hài của công ty khùng điên lên làm giải Guinness thách thức danh hài à, còn các tu cô á, thì à, à, lên diễn vở lát sầu riêng à, và thương cho các thân phận của các con ruột mình à, bị bỏ ngoài cổng à, rồi bỏ trong bệnh viện hay là thùng rác gì đó khi còn rất là nhỏ à, được à, sư phụ à, lâm tùng dê lê tùng dâm à, từ bi À, ôm cái cục đá bự đem về nuôi à, cảm thương gọi là trẻ mồ côi à, cái này là ông tự nói nghe cả nhà Ông tự nói mà từ bi là là những hòn bi đó à, ông là đại bi tức là bi bự bi lớn à, đúng không à, rồi các tu ca thì bắt trẻ đeo máy để nghe để học chú thủ lăng nghiêm à, lên mạng đọc vẹt gọi là thiên tài vũ trụ cái này là thiên tai luôn chứ thiên tài gì đúng không à, trẻ em châu á thì không sánh bằng nhưng mà vải thưa thì làm sao mà che được bất thánh đúng không cộng đồng mạng chẳng những không cảm thương mà lại xuất hiện giang hồ hiệp sĩ nguyễn xin xô ra năm cái giấy khai sinh trong đó thì có ba đứa bé là con của hai tu cô khóc mướn lá sầu riêng diễn đã diễn tuồng thương cảm những em trẻ mồ côi của tỉnh thất bồng lai và từ đó thì tiếng dữ đồn xa tỉnh thất bồng lai nổi tiếng qua cái trò giả sư giả mồ côi khiến cho ngày 21 tháng 5 năm 2020 thì đoàn triệu kiểm tra liên ngành của Ủy ban dân quyền Đức Hòa phải thân chinh vào tỉnh Thất Bồng Lai kiểm tra hành chính và phát hiện 4 sai phạm, trong đó nặng nhất là cải gia thành tự, giả tu, giả mồ côi cho các cháu bé đang sống chung với mẹ trong thiền an bên bờ vũ trụ. Và tất nhiên, thầy Thích Nhật Tư đại diện cho văn phòng 2 của Giáo hội Phật giáo Việt, à, Giáo hội Phật giáo miền Nam lên tiếng thầy Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cũng phải lên tiếng để bảo vệ sự trong sạch của Phật giáo Long An. Và chỉ cần hai clip dài gần 3 tiếng đồng hồ, thầy Thích Nhật Tư nói về sự lạm dụng pháp phục và danh sưng Phật giáo. Thầy đã vạch mặt tất tần tật các cái mát giả sư, giả mồ côi mà cha con Lâm Tùng Dê phải gục đầu nhận tội, tức khí, giận cá chém thớt. À, giáo chủ Hồng Hạc Chim Bai nói, á, cái ông tiến sĩ Phật học gì đó ngu như bò, à rồi, rồi um, kế thừa tính cách uh, thanh ba trọng trượt của giáo chủ thì cái thằng trưởng nam của giáo chủ á uh, một ngày đẹp trời cũng vên váo lên clip nói á, là giống như sư phụ tôi nói ông uh, thầy uh, thích như uh, gì đó ngu như bò uh, tôi nói uh, tôi không sợ ai uh, thật là dũng cảm và bất hủ để cái quả là dị thục phỉ bán cao tăng nó đến tức thì Vài tháng sau thì chiếc còng số 8 nó trao tay cho cha con nhà giáo chủ Lâm Tùng Dê. À than ôi, luật nhân quả vận hành sao mà nhanh chóng vậy. Ồ oh, hay ha cả nhà. Rõ ràng cái luật nhân quả hay Phỉ bán cao tăng trước đó không lâu thì làm sao là còng số 8 nó tới liền. Cũng hay, không? À, chỉ có một câu nói khẩu nghiệp kéo nhân duyên đưa đẩy cho tất cả 6 7 mạng người vào nhà đá mà ngẫm À, chân sư chân như sự đời nó cay đắng và nhiễu nhương biết bao à, không lẽ gia tộc lê vân lừng lẫy một thời oanh liệt suốt gần ba chế độ lịch sử suốt gần một thế kỷ truyền thừa những những tưởng hậu thế vang danh ai ngờ mà ai có ngờ à, nay lại tan tành nhanh chóng như bọt xà phòng dễ vậy sao à, và từ đó thì cô nhận định á là nhân gian luật nhân gian luận về luật nhân quả rất là đơn giản và chính xác đó là ác giả ác báo bởi vì uh, gia tộc lê vân tạo quá nhiều nghiệp ác thì phải gặt lấy cái quả đắng là tù tội uh, gọi là đền tội tuy nhiên á uh, trong phật giáo luận về luật nhân quả nó vận hành qua ba cái thời quá khứ hiện tại và vị lai uh, quá khứ uh, thì nguyễn long châu đã từng đi sai đường bị sư phụ cao báo quấn uh, cảnh cáo nhiều lần và tha tội chết cho nguyễn long châu khi thấy đệ tử dập đầu vang lại à, nhưng mà do cái bản chất thổ phỉ khi thấy thức thế á, khi thức thế á, thì quỳ lị văn sinh à, thoát ra rồi lại trả thù hèn hạ bất chấp đó là người thầy đã từng dạy dỗ mình cho nên à, nguyễn long châu đã ra tay sát hại đê hèn cao báo quấn để loại bỏ à, cái kẻ đã cản được mình à, những tưởng một tay che trời à, nhân quả không màng đến À, vì may mắn Nguyễn Long Châu được thoát chết lần hai do cuộc đời đưa đẩy khi chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Nhưng mà lượt trời thì nó khó thoát lần ba. Nguyễn Long Châu bị triệt hạ dứt điểm vào năm 1997 dưới chính quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa. Khi cha chết trong bệnh tật, cơ đồi sư phụ thì bị triệt, bị triệt tiêu mộng à, thần quyền gia tộc Lê Vân tan theo mây khối, cho nên à, Lê Tùng Dê, à, Lâm Tùng Dê phải làm ve sầu thoát xác, à, rong ruổi nhiều nơi. Những tưởng à, hiểu được cái chân như sự thế, mà sống lương thiện, nhưng mà trái lại à, Lâm Tùng Dê vẫn ôm bộ kinh siêu sàm, mua uh, mua đồ, tái lập tà giáo truyền thừa cái trường bỉ lối và tiếp tục xây ảo mộng thần quyền cho thế kỷ 21. Cho nên à, cha con Lâm Tùng Dê à, lập lại sai lầm của Nguyễn Long Châu. À, không nghe lời khuyên chân thành của cao tăng Phật giáo. Một bên là Cao Báo Huấn, à, là một Phật tử thuần thành, bị giết chết do sai lầm khi à, tha mạng cho kẻ thủ ác. À, dù đó là đệ tử của mình, cho nên bị sát hại, nhưng mà nhân quả vẫn đến thì à, Nguyễn Đông Châu vẫn bị triệt hạ vào năm 1997. Chứ à, nào có tồn tại thiên thú, hay là làm nên cơ nghiệp nắm quyền, à, hay là điều hành binh lực, binh quyền, à, thay thần quyền gì đâu. À, lịch sử thì nó chỉ ghi nhận quỳnh kỳ thánh đức chỉ là toàn là thổ phỉ à, hay là giặc cỏ bị tiêu diệt âu cũng là nhân quả vận hành và đến đến đời đến thời của lâm tùng dê do quá ảo tưởng rằng cái thời đại 4.0 có nhiều quần chúng nhân dân ủng hộ à, những người quần chúng nhân dân ảo thôi à, những người này ủng hộ và tung hô à, dụ được vài con mỹ nhân ngư à, tưởng mình đã tung lưới đến tận vũ trụ mà tha hồ cho cha con lão thay nhau phỉ bán cao tăng. Tuy vô hình thì khó lý giải, nhưng mà kinh điển và giới luật Phật giáo đã dạy rằng phỉ bán cao tăng, tức là phỉ bán tam bảo. Và cái tội này nó đáng đọa địa ngục. Thế gian những tưởng nó xa vời dành cho kiếp sau. Nhưng mà nhìn kỹ thì chiếc còng số 8 ra trao tay thì có công an dẫn độ vào nhà đá. À, đó có phải là cái cảnh ngu đầu mã diện đang dẫn độ những cái kẻ thủ ác vào địa ngục đó sao? À, rất là hay. À, nếu chịu khó suy ngẫm về lý chân sự đời thì đó là nhân quả hiện tiền dành cho gia tộc Lê Vân. Sáu rồi bảy người phải xa vào vòng pháp luật. Liệu thì không biết là còn thêm ai nữa không? Thì hãy để đấy. À, quả vị thuộc nhân quả dành cho gia tộc Lê Vân à, đã đến hay như thầy Thích Thiền Tài nói cách đây gần 3 năm rằng á thời đã đến cho cái tỉnh thất Bồng Lai. Một khi mà nghiệp đến thì chạy trời không hay là lặn xuống đáy biển, tai ương vẫn đến với ta, tức là cái nghiệp xác mà gia tộc Lê Vân đã gieo thì bây giờ nó trổ quả. Họ nói có tu tại gia lại kéo cả nhà đi tù, có oan hay không? Hay là oan oan tương báo, Nguyễn Long Châu sát hại thầy mình đã hơn 30 năm sau thì À, lông châu mới gặt quả còn à, cha con lâm tùng dê à, phỉ bán cao tăng thì chưa đầy 3 năm đã nhận hậu quả đắng à, nhận cái quả đắng thôi thì à, minh triết hơn à, gia tộc lê vân hãy tự mình sám hối qua cái hành vi nhận tội để được nhà nước và nhân dân khoan hồng còn à, ngoan cố ỉ lại vào cái thế lực phản động bên ngoài à, đưa đường dẫn lối để trước vành mẫu ngựa mà còn à, đòi ngẩng cao đầu vu khống cơ quan tư pháp bức cung nhục hình thì rõ ràng đó là sự cộng nghiệp và nó ngày càng tăng nặng à, và trước khi dứt lời thì góc khuất tạm long an tôi xin uh, gợi ý clip sau sẽ nói tiếp về nghiệp cái uh, nghiệp gái của gia tộc lê vân uh, cũng đang vận hành sắp đến hồi kết mong uh, quý vị đó nghe để uh, tăng bo cho vài kỳ uh, trước khi uh, bật mí tiếp tục cái bí kíp kinh siêu sàm của trường mỹ lối hồng xoay chuyển gọi đi cầu nếu quý vị uh, tin thì uh, xin đó nghe à đó là những cái tiết lộ gần đây của gốc khuất tạm long an hàng xóm lâu năm của tạm ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại